Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell ring and jingle bell swing. Da-da-da-da, baby, tôn trọng kèm mưa tới Tokyo nè với em leo. Baby tôn trọng kèm mưa tới Tokyo nè với. Từ từ chắc tôi phải đổi chút đồ. Chứ trông như này giống ông già Noel trộm chó quá. Thật, không đùa. Dude. Mẹ ông già Noel này trông bù quả quá. Từ từ. Ông già Noel này có quà cho chắc cháu này. Chíp chíp không? Chíp chíp không? Bách cả Bill. Vuốt rơi mẹ dâu. Ôi dồi ôi. No no no. Yeah, các bạn cũng biết rồi đấy. Sắp đến Noel rồi đúng không? Thì tôi cũng chả biết phải nói gì nữa. Nhưng mà chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Bởi vì tôi biết là nhiều bạn cũng muốn thấy tôi mà. Đấy nên là tôi làm một chút gì đó gọi là kỷ niệm hết đấy. Hay là một chút gì đó bất ngờ đi. Và những cái dịp quan trọng đi. Đấy. Tôi chuyển bộ đồ cosplay của ông già Noel về. Xong rồi surprise you guys. Nên là các bạn cứ enjoy cái moment này đi nhá. Xong rồi tôi sẽ làm trò hề. Xong rồi các bạn nằm đấy hoặc là ngồi đấy ngắm nghía cái bộ râu xinh đẹp của tôi thôi nhá. Không có thấy ông già Noel nào mà đeo kính râm với cả đội mũ con thỏ à. Trời ơi. Không biết thường thì những ngày dịp lễ Giáng sinh của các bạn thì các bạn được đi đâu không? Còn tôi thì mấy năm rồi tôi cứ chỉ có ở nhà thôi. Ở nhà chơi game, ăn, ỉa, ngủ. Chắc các bạn thì tôi không có người yêu đâu. Tôi chỉ có đúng các bạn thôi. Nên là dịp Giáng sinh này tôi chỉ có thể ngồi đây và làm video cho các bạn xem và tạo một chút bất ngờ cho các bạn hiểu không? À. Hello các bạn, mình là Mũ Thỏ, được Beth mua về để mà có thể làm các bạn cảm thấy tớ đáng yêu. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không? Trông tôi dở hơi vậy. Thế, tôi chưa từng thấy ông già Noel nào như này cả. Nhưng mà các bạn biết gì không? Ông già Noel này đặc biệt, thường thì trong phim, trong anime, trong truyện cổ tích này nọ đúng không? Thì các bạn sẽ cần phải để cho ông ấy bánh quy và sữa để ông ấy có thể tặng quà đúng không? Tôi đơn giản lắm các bạn ạ. Cứ chip chip thôi mà triển nhá. Ông già Noel này ăn chip chip nhá. Không ăn bánh quy, không uống sữa nhá. Ăn chip chip để sống qua ngày. Ông già Noel này bá đạo quá. Vào đêm Giáng sinh ấy, bạn nào muốn quà ấy thì cứ đặt cái bịch chip chip ở trên bàn ấy. Uầy, gói càng to thì càng tốt nhá. Còn bạn nào mà đặt gói chip chip nào hết hạn thì khi các bạn ngủ thì các bạn sẽ cảm nhận được cái Các bạn biết tôi nhìn thấy ông già Noel lần cuối là khi nào không? Kể cả tôi có thấy trong nữa thì tôi cũng không thấy thú vị hay là vui gì cả. Vì ai rồi cũng phải lớn thôi, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi mà. Hồi nhỏ thì muốn lớn lên nhanh lắm, lớn lên mới biết cái giá của nó. Buồn. Nên là bây giờ, từ năm nay trở đi, tôi sẽ là một ông già Noel đặc biệt dành riêng cho các bạn kênh tôi. Một ông già Noel đặc biệt và làm ra những con video rất là chất lượng, đầy mối. Và có thể hơi điếc tai một xíu 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 ở một... Ừ chắc là một xíu thôi. À đâu, từ, chắc là một xíu thôi. Các bạn biết tôi mặc cái bộ này nóng vai cả bìu, những kiểu nó không có phát hơi ấy. Nóng vai cả bìu, trời ơi. Helicopter, helicopter. Helicopter, helicopter. Thay mặt ông già Noel, nếu mà các bạn nào mà không còn gặp ông già Noel ngoài đời nữa, họ cosplay này nọ tặng quà cho các bạn thì hãy đến với tôi già Noel. Các bạn hãy đến với tôi. Tôi hứa kể từ giờ trở đi, mặc dù không phải là ngày nào cũng là ngày Noel cả, Giáng sinh cả, nhưng mà tôi có thể hứa với các bạn là tôi già Noel này sẽ làm ra những con video rất là chất lượng và xả stress cho các bạn sau một ngày dài căng thẳng.
Tôi hứa luôn. Vậy nên là ấy, từ giờ các bạn đã có ông già Noel, và mỗi năm mỗi dịp Noel như này, tôi có thể sẽ làm một cái clip vui tươi như này. Và ở Ma Canada có ông già nào đi đeo kính râm với cả đội mũ thỏ không? Đây đây, các bạn biết rồi đấy. Chè mẹ mắt tôi thôi. Tôi nghĩ là video đến đây là kết thúc thôi. Chúc các bạn một buổi Giáng sinh an lành nha, vui vẻ nha, vui vẻ bên người thân nha, gia đình nha. Bye bye. Bye bye thỏ đi mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. À từ từ, trước khi kết thúc video, tôi có cái này cho các bạn. Ơi, tôi có món quà rất là bí ẩn. Đấy.